Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 tới đây, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe khách, xe đầu kéo sẽ phải lắp camera. Và theo quy định này thì sẽ có khoảng 200.000 xe khách theo tuyến cố định từ 9 chỗ trở lên và xe đầu kéo trên toàn quốc buộc phải lắp. Đây là một nỗ lực lớn của các cơ quan quản lý nhà nước nhưng lại làm tăng thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp vận tải khi họ đang gặp nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 lần thứ tư quay trở lại. Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tuấn. Dù đã lắp camera giám sát trên xe khách của mình cách đây 2 năm, thế nhưng doanh nghiệp vận tải này vẫn phải thay thế hệ thống camera giám sát mới theo yêu cầu để đảm bảo đồng nhất trong việc truyền dữ liệu. Theo tính toán, mỗi xe khách 30 chỗ như thế này phải lắp 4 camera giám sát, tương đương 12 triệu đồng và cộng thêm 80.000 đồng một tháng cho chi phí truyền tải. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra càng ngày phức tạp, và thứ nhất là ngành dịch vụ lại thật sự đang rất là khó khăn. Vì thứ nhất là ngành dịch vụ thì đang là một trong những vấn đề mà lượng khách người ta giảm thiểu tối thiểu nhất đi lại. Xe 6 cái, nó chi phí một xe khoảng 9 triệu một xe. Lưu trữ là bên em mua cái ổ cứng nó lưu trữ được khoảng 15 ngày. Để phần nào giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã kiến nghị xin lùi thời hạn lắp camera trong giai đoạn này. Kiến nghị này đã nhận được sự đồng tình của nhiều chuyên gia giao thông. Cùng với cái vấn đề chi phí mà các nhà xe phải bỏ ra, vừa là trang bị đầu tư camera, vừa là cái chi phí truyền tải dữ liệu với dung lượng lớn đến cho cơ quan quản lý nhà nước, nó sẽ là một cái gánh nặng khá là lớn cho các đơn vị kinh doanh vận tải. Thế nhưng Nghị định 10 về việc yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xe khách, xe đầu kéo phải lắp camera đã cận kề ngày được thực thi, nhằm giúp cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì tốt hơn. Thì quy định này nhằm mục tiêu là giám sát cái hành vi của người lái xe ở trên xe và giám sát cái khoang hành khách rồi cửa lên xuống để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự ở trên xe. Camera đấy thì phải lưu trữ và ghi nhận được cái hình ảnh trong mọi cái điều kiện ánh sáng, tức là cả bao gồm cả cái điều kiện ánh sáng ban ngày và điều kiện ánh sáng ban đêm. Trên thực tế, sau hơn 2 năm bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS, hiện có đến gần 50% thiết bị này trên xe khách không hoạt động. Nên chăng phải đánh giá lại việc yêu cầu tiếp tục lắp đặt thiết bị công nghệ trên các xe kinh doanh vận tải, bởi hiệu quả quản lý, giám sát còn rất thấp. Hơn nữa, trong tình cảnh vận tải đang lao đao vì dịch COVID-19, Tổng cục Đường bộ nên chọn một thời điểm thích hợp hơn để bắt buộc lắp camera.